Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng vấn đề lợi dụng tôn giáo, coi đây là biện pháp đột phá, mũi xung kích trong việc chống phá Đảng, Nhà nước, chủ yếu nhắm vào xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, vu cáo Nhà nước Việt Nam luôn kiểm soát tôn giáo, đàn áp tôn giáo, cấm tôn giáo hoạt động. Trong thực hiện, chúng nhắm vào các vùng dân tộc miền núi, kích động chia rẽ giữa các tôn giáo. Chẳng hạn như bài Việt Nam quản chặt các tín đồ tôn giáo độc lập và bài Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng bạo hành với các nạn nhân vì lý do tự do tôn giáo tin ngưỡng ở Việt Nam ngày càng tệ đi. Đăng trên RFA ngày 22 tháng 8 năm 2023, trong đó một số tín đồ tin lành Đấng Christ ở Đắk Lắk và Nguyễn Đình Thắng cầm đầu Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS lên án chính quyền làm căng cản trở các tín đồ tin lành Đấng Christ ở Đắk Lắk. Nhóm hợp và siết chặt hơn từ sau vụ tấn công hai đồn công an ở tỉnh này vào ngày 11 tháng 6. Nguyễn Đình Thắng vu cáo, trong cỡ khoảng 2 năm trở lại đây, tình hình bạo hành với các nạn nhân vì lý do tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam ngày càng tệ đi, nhưng quốc tế không biết. Những nạn nhân phải cam chịu và càng ngày càng nghiêm trọng với tình trạng bị ép bỏ đạo, bị trục xuất khỏi nhà, khỏi làng, khỏi tỉnh của mình và họ trở thành những người vô gia cư, vô tổ quốc. Giấy tờ tùy thân cũng bị tịch thu hết, con cái của họ không được ăn học. Rồi, người Tây Nguyên, tức là người thượng cũng vậy, gần đây có vụ nổ súng tại Đắk Lắk, thì chính quyền nhân thể gia tăng ép những người Tây Nguyên, những người thượng muốn theo đạo tin lành gọi là Hội Thánh Tư Gia, tức họ không phụ thuộc vào bất kỳ một tổ chức tôn giáo nào, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo mà do nhà nước cấp phép cho hoạt động. Họ bị ép bỏ đạo và có những người đã bị tra tấn, đã bị đánh đập. Từ đó, RFA xuyên tạc. Ở Việt Nam, những người muốn sinh hoạt tôn giáo một cách độc lập luôn đối mặt với nguy cơ bị chính quyền ngăn cản, sách nhiễu. Nhiều tín đồ tôn giáo độc lập là người dân bản địa cho biết họ thậm chí bị đàn áp ngày càng nặng nề hơn. Thực tế, ở Đắk Lắk, đa số các chức sắc tín đồ tôn giáo được tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo bình thường, kể cả sau vụ tấn công của nhóm đối tượng vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã thuộc huyện Cư Kuin ngày 11 tháng 6. Riêng với đạo tin lành, ngoài 5 tổ chức được nhà nước công nhận, Hội Thánh Tin lành Việt Nam, miền Nam, Hội Thánh Tin lành Cơ đốc Phục Lâm, Hội Thánh Tin lành Trưởng Lão, Hội Thánh Truyền giáo Cơ đốc, Hội Thánh Tin lành Liên hữu Cơ đốc, vẫn còn nhiều tổ chức, hệ phái tin lành chưa được công nhận tư cách pháp nhân, chưa được đăng ký hoạt động như Tin lành Truyền giảng Phúc âm, Tin lành Liên hữu Bát tiếp, Tin lành Phúc âm Đời đời, với tổng số hàng chục ngàn tín đồ. Các tổ chức, hệ phái này vẫn được tạo điều kiện để hoạt động ổn định, không có chuyện chính quyền bạo hành người dân vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng hay bị ép bỏ đạo, bị trục xuất khỏi nhà và trở thành những người vô gia cư, vô tổ quốc, con cái không được ăn học như Nguyễn Đình Thắng xuyên tạc vu khống. Riêng Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên gọi tắt là CHPC thì khác, bởi vì đây là một tổ chức phản động phun rô núp bóng đạo tin lành hoạt động ở Mỹ do Ihinie thành lập vào năm 2001. Ihinie là người dân tộc Ede gốc ở Đắk Lắk, nguyên là đại tá Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phun Rô Ba, xuất cảnh định cư ở Mỹ từ năm 1992. Khi thành lập tổ chức này, ý đồ của đối tượng cầm đầu là quy tụ các chức sắc tín đồ người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Mỹ và trong nước để tập hợp lực lượng đấu tranh đòi tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tiến tới thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Do mâu thuẫn nội bộ, số cầm đầu cái gọi là Giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt Nam ở Mỹ, tháng 9 năm 2019, AGA, đối tượng phun rô lưu vong ở Mỹ, hiện đang bị công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, đã tách khỏi tổ chức trên, lập Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên và tự nhận mình là người đại diện, đồng thời chỉ định nhân sự ban đại diện tạm thời trong nước, gồm 5 thành viên do A Đảo ở Sa Thầy, Kon Tum làm giáo hội trưởng. Bản chất của Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên chính là tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. AGA đã liên kết với các tổ chức phản động khác như Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS ở Mỹ do Nguyễn Đình Thắng làm chủ tịch, kiêm giám đốc điều hành nhóm Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý MSFG ở Thái Lan do Yquing Brac, Hội Những Người Miền Núi MFL, Nhân Quyền Người Thượng MHRO, Người Thượng Thống Nhất UMP để tập hợp tín đồ là người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên liên kết với các nhóm tin lành khác. Và số đối tượng phản động người Việt lưu vong lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá nhà nước, kích động tư tưởng ly khai, tự trị.
bài kinh đấu tranh đòi thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng cho người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Aga cấu kết với các đối tượng bên trong để lôi kéo mọi người tham gia Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đồng thời móc nối, lôi kéo, hướng dẫn các tín đồ theo đạo Tin Lành thuần túy trong nước tham gia vào các buổi tập huấn về nhân quyền, mà thực chất là các buổi đào tạo cách thức viết báo cáo vi phạm về nhân quyền, tự do tôn giáo, đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội dân sự, hướng dẫn phương pháp thu thập, cung cấp thông tin sai lệch về tình hình trong nước để xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội và các diễn đàn quốc tế. Từ những âm mưu ý đồ hoạt động và những chứng cứ thu được, cơ quan công an đã kết luận Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên là tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Từ đó, nhiều đối tượng tham gia tổ chức này ở Đắk Lắk đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết từ bỏ Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đặt niềm tin vào Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, miền Nam với đường hướng sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc, đã được nhà nước công nhận hoạt động hợp pháp. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Thắng và RFA đang cố gắng bảo vệ và duy trì hoạt động của tổ chức phản động đội lốt tôn giáo Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, ra sức bôi lem chính sách tôn giáo của Việt Nam và vận động quốc tế can thiệp, đào tạo, rèn luyện cho số cốt cán tổ chức này cách thức hoạt động chống phá. Như vậy, RFA hay Nguyễn Đình Thắng lên tiếng xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam bằng cách bảo kê cho tổ chức phản động Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên chẳng khác nào còn hát mẹ khen hay, mèo khen mèo dài đuôi cả.